và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Điểm mặt đám cưới hoành tráng không kém nhà Minh Nhựa sắp được tổ chức. Sau hôn lễ của con gái nhà đại gia Minh Nhựa, cộng đồng mạng lại tiếp tục mong chờ đám cưới của năm cặp đôi đình đám này. Ông Cao Thắng, Đông Nhi, chẳng cần phải nói dài thì Đông Nhi và ông Cao Thắng chính là cặp đôi được người hâm mộ mong chờ lễ cưới nhiều nhất. Khoảnh khắc Đông Nhi khoe chiếc nhẫn cầu hôn của ông Cao Thắng sau thập kỷ yêu đương đã tạo nên một cơn sốt trong showbiz Việt. Hiện tại cả hai đang trong quá trình chuẩn bị cho lễ cưới qua các hoạt động như mua nhẫn, chụp hình, khám sức khỏe tiền sản trước hôn nhân. Còn người hâm mộ thì mong chờ đôi tiên đồng ngọc nữ này sớm ấn định thời gian tổ chức lễ cưới. Với kinh tế tầm cỡ từ gia đình của cả hai nhân vật đình đám, cư dân mạng dự đoán đây là một lễ cưới hoành tráng nhất nhì nếu được tổ chức ngay trong năm nay. Người hâm mộ thì mong chờ đôi trẻ sớm ấn định thời gian tổ chức lễ cưới. Simmerschitt và Trang Phạm cùng với Piu Piu, Simmerschitt là những ông chú già dặn trong làng streamer. Còn Trang Phạm là một hot girl được cư dân mạng quan tâm. Mặc dù khá kín tiếng trong chuyện yêu đương, lại chênh lệch về tuổi tác, nhưng ngay sau khi Simmerschitt công khai tình cảm, cả hai được sự ủng hộ của phần đông người hâm mộ. Sau một thời gian yêu đương mặn nồng thì cuối cùng mới đây Trang Phạm đã khoe hình ảnh được bạn trai cầu hôn đầy ngọt ngào. Vậy là thôi xong, thay vì đợi độc thân có nhóm với Piu Piu và Virus thì cuối cùng hot streamer giàu nhất nhì Việt Nam lại sắp đưa nàng về dinh. Thậm chí nhiều fan còn cho rằng với gia thế cùng khối tài sản kết xù của anh họ Diệp Lâm Anh, chắc chắn đám cưới của cặp đôi chú cháu này sẽ xa hoa, không kém gì nhà đại gia Minh Nhựa. Mi Nguyễn và Dũng Anh, với một số người hâm mộ quan tâm giới vlogger một thời thì Mi Nguyễn chắc chắn không phải quá xa lạ, bởi cô là bạn gái cũ của TV Mai nổi tiếng cách đây vài năm. Bẵng đi một thời gian hậu chia tay, Mi bước vào chuyện tình lãng mạn với thiếu gia Dũng Anh và được nhiều người ngưỡng mộ. Mới vừa qua, cặp đôi này đã chính thức đăng hình công khai tình cảm và những khâu chuẩn bị lễ cưới cùng chiếc nhẫn cầu hôn trị giá hơn 100 triệu. Được biết, hiện tại Mi Nguyễn và bạn trai thiếu gia đã chụp ảnh cưới ở Pháp chờ ngày tiến vào lễ đường cùng nhau. Âu Hà My và bạn trai doanh nhân Trọng Hân, sau chuyện hủy hôn với cơ phó điển trai, Âu Hà My chính thức giảm ngõ với Trọng Hân và chờ ngày được rước về dinh. Đã có tiếng doanh nhân thì chắc chắn bạn trai Âu Hà My không phải dạng vừa đâu nhỉ. Được biết trước đó Trọng Hân thường xuyên tặng cho Âu Hà My những món quà đắt tiền lên tới tiền tỷ. Gia đình cũng thuộc vào dạng nề nếp có của ăn của để ở thủ đô, bởi vậy cộng đồng mạng mới háo hức mong chờ một đám cưới đình đám giữa cặp đôi trai tài gái sắc này vào cuối năm nay. Claret Giang Lê và Thái Bá Nam. Ricky vừa xinh đẹp vừa học giỏi, Claret Giang Lê là một trong những tiểu thư danh giá được ngưỡng mộ bậc nhất đất Việt. Không chỉ xuất thân trong gia đình giàu có máu mặt của làng bất động sản, Claret Giang Lê còn tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế tại London của Anh. Claret Giang Lê và Thái Bá Nam, một nhân viên nhà nước điển trai đã hẹn hò được hơn 7 năm sau màn cầu hôn siêu lãng mạn trên bãi biển Phuket vào đầu tháng 4. Hiện tại hai người đang chuẩn bị cho hôn lễ sắp được cử hành. Với gia thế quyền lực của nhà bá nam giàu có của nhà Claret Giang Lê, cư dân mạng khẳng định đây sẽ là đám cưới lịch sử, sang xịn nhất thủ đô trong năm nay. Màn cầu hôn xịn sò tại Phuket, Claret Giang Lê và bạn trai chuẩn bị lên xe hoa trong thời gian sớm nhất. Với năm cặp đôi trai tài gái sắc nối gót Minh Anh, con gái Minh Nhựa, để làm đám cưới hoành tráng thế này thì chắc trong cuối năm nay, cộng đồng mạng phải gato không ít. Mặc dù vậy, may từng nào thì gặp may từng ấy. Điều người hâm mộ mong chờ nhất vẫn là niềm hạnh phúc của những cặp cô dâu chú rể này khi tiến vào lễ đường.